Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hằng Linh. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau làm món bầu kho tiêu nha. Giới thiệu với các bạn, cái này là cái dây bầu ở nhà mình trồng nè. Bây giờ nó đã có ra quả rồi. Đây một quả bầu, ở phía xa xa đằng kia mình có thêm một quả bầu nữa. Bây giờ mình sẽ hái cái quả bầu này nè vô để mình làm món bầu kho tiêu. Quả bầu của mình á, nó nặng 850g. Mình đã rửa sạch với nước rồi nha các bạn. Bầu ở nhà mới hái vô cho nên rất là ngon luôn, xanh non luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bầu này ra thành những cái khoanh. Các bạn cắt cái khoanh hơi dày một chút nha. Và mình để vỏ luôn. Các bạn cắt mỏng quá thì mình khơi khi kho nó dễ bị nát cái miếng bầu á các bạn. Bầu mà sau khi mình cắt xong á thì nó sẽ còn một ít cái mủ dính trên miếng bầu á. Bây giờ mình sẽ đem bầu đi rửa lại với nước nha. Mình sẽ cho thêm một nửa muỗng cà phê muối vào trong cái thau nước. Sau đó thì mình sẽ cho bầu vào đây để rửa. Các bạn sau khi mà rửa bầu với nước muối xong rồi á thì các bạn rửa lại với nước lạnh khoảng 2 lần nữa là được nha. Mình chuẩn bị thêm 3 củ hành tím. Mình sẽ đập dập cái hành tím này, sau đó thì mình sẽ băm nhuyễn cái hành tím này ra. Ba tép tỏi, mình cũng đập dập ba tép tỏi, sau đó mình sẽ băm nhuyễn ba tép tỏi. Các bạn chuẩn bị thêm 3 nhánh hành lá nữa nha. Mình sẽ cắt hành lá làm hai phần, là gồm có phần gốc và phần lá. Phần gốc thì mình sẽ sắt rồi sau đó mình cắt nhuyễn ra, các bạn để riêng một bên. Phần lá của hành lá mình cũng cắt nhuyễn ra và để riêng luôn nha. Bây giờ cái phần bầu mà hồi nãy mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ ướp bầu. Mình ướp cho vào nửa muỗng cà phê muối. Các bạn thêm một muỗng canh đường vô nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi một muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê tiêu. Mình thêm là một muỗng canh nước tương. Các bạn thêm hai muỗng canh nước mắm chay nữa. Tại món bầu này mình làm là món bầu kho tiêu nhưng mà là món chay nha các bạn. Bây giờ thì mình thêm nửa muỗng canh tương ớt. Bạn nào thích cay nhiều thì có thể thêm tương ớt nha. Mình cho vô đây một ít hành tím băm nè. Một ít hành lá. Rồi mình sẽ trộn lên cho bầu nó thấm gia vị. Mình sẽ ướp bầu này khoảng 15 phút nha các bạn. Mình sẽ cho một ít dầu vào trong chảo. Dầu nó nóng lên á thì các bạn sẽ cho đường vào nha. Mình sẽ làm cho đường nó vàng lên. Sau đó thì mình sẽ cho hành tím, tỏi với gốc hành lá vào. Mình sẽ phi cho nó thơm lên nha. Sau đó mình sẽ cho bầu vào nha các bạn.
Các bạn trộn lên cho bầu nó thấm đều hết gia vị á. Mình kho bầu một chút xíu cho cái bầu này nó thấm cái nước gia vị đi, rồi mình trộn đi một lần nữa cho bầu nó thấm gia vị. Rồi bây giờ á, mình sẽ kho bầu với cái lửa nhỏ nha. Mình sẽ thêm vô đây là 300 ml nước. Các bạn kho với lửa nhỏ. Các bạn có thể nêm nếm lại để cho hợp khẩu vị với gia đình nhà mình nha. Bầu mình đã chín rồi thì mình sẽ cho hành lá vào. Sau đó thì các bạn cho thêm ớt vào luôn. Đây, bầu của mình đã chín rồi nè các bạn. Mình sẽ cho bầu này ra dĩa. Mình sẽ thêm cái nước kho lên trên bầu nè. Thơm lắm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức thôi. Mình sẽ ăn bầu với cơm trắng rất là ngon nha. Yêu thích video của mình á, nhớ nhấn chuông đăng ký kênh của mình, like và chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn.